đóng cửa nha. Ui, ai mời đi. Hello. Chị đóng mưa to không? Nè, hello à đấy nè. Tưởng đâu có người mới này vô nữa. Nó không đứt dây không rồi đó. Con nhảy một đứt. Ok, hello đây. Nói nhanh khách không kịp nghe luôn mà. Không lại đâu nghe. Trăm rưỡi là họ quen với cái gói 150 thôi. Thế là nói nhanh hiểu không? Ủa anh Huệ đó kìa. Ông đi đâu mới về đó. Hỏi chị nhờ á. Đi làm con dương không chị nha hay? Có rồi. Lên lầu đi em ơi. Đố nè, cái chú rô nó cho bón cái chày. Tao tưởng mà không tìm câu của mày. Cái mày không kìa. Gió lạnh hơn đi. Có rồi.
thì để con ngủ bọn con chứ mua mà không mua. Anh mua ở không không bà ba không thấy gì hết, có thiếu tiền mà nó để ta điện vào ta hỏi thử có mua shop của bạn không, chạy xuống cua không ấy hả? Alo, nghe không? Thì khi nào có mua shop của bạn không? Thế là bỏ không mua shop của bạn không? Do bọn cũng về quê á, trả phòng bạn đâu dùng mà không có xài ra nữa kìa. Cái đặt bạn cũ rồi nhưng thấy là nó không xài ra, vứt lại á. Chú mua được bao nhiêu thì cứ hô hắn. Đấy thì đang thui luôn á. Mưa. Chạy xuống liền không hả? Giờ cũng chuẩn bị về quê rồi á. Cũng không có chỗ nào mượn cái nó kìa. Đã ra địa chỉ. Không cần á, chạy tôi biết thôi. Có gì chạy tôi mà. Đó, ấy là cái đường ra ống sóng kìa. Để trả địa chỉ cho chạy qua dễ tìm. Để tụi mình nó đi cái gì tối tao qua tao qua tao chụp hình cho bọn tao cái mua bao nhiêu thì tao chuyển tiền lại cho thì mình cứ để nó đi rồi nó hủy á, xí tao cũng tối tao qua hủy anh ta mà. Đây cái rầm đó. Đấy. Đây cái chuyện đây cái kính này.